Xin chào tất cả các bạn, mình là Hiếu, đến từ xưởng dán đề can ô tô Hà Nội, Wap Studio. Thì mình vừa mới hoàn thiện xong chiếc GLS 350D sản xuất năm 2016, sử dụng một số dịch vụ như là dán đổi màu, chăm sóc xe và một số dịch vụ đi kèm khác. Thì hôm nay mình có đưa xe ra đây để quay video và gặp gỡ anh chủ xe. Thì mình cũng xin lại một số các cái cảm nhận hoặc là ý kiến của anh đấy với những cái gói dịch vụ bên mình. Thì mời các bạn theo chân mình ra gặp anh khách. Em chào anh. Chào. Thì cũng như em chia sẻ và báo anh từ hôm trước là cái chiếc GLS 350 của anh tuy rằng là đã sử dụng được vài năm nhưng mà nó cũng đã có một số các cái phần ngoại thất và nội thất xuống cấp đấy, và bị gọi là không còn được cái tình trạng như mới đấy. Thì anh đã qua bên em thì được trải nghiệm một số dịch vụ, thì anh có thể cho em xin cái cảm nhận hoặc là một số cái chia sẻ về những cái dịch vụ đấy bên em đấy. Thì anh qua thì anh thấy là mấy cái dịch vụ bên em là rất tốt. Dạ vâng. Mà nhân viên thì chuyên nghiệp, dạ nhiệt vâng. tình. Đấy, thì làm thì trước tiên là dọn xe tất cả các thứ dán là kỹ thuật rất cao. Dạ vâng. Đấy, mà anh rất hài lòng. Vâng vâng. Được một cái xe đổi màu theo ý mong muốn, dạ vâng, của anh. Vâng vâng. Thì cũng như em đã báo với anh có thể là kiểm tra lại toàn bộ những cái dịch vụ bên em đã cung cấp. Ví dụ như là anh đăng ký là đổi màu sơn xe, em đã dán full chiếc xe cho anh. Đấy, tặng kèm cho anh là cái gói dọn nội thất và rửa khoang máy. Đấy, thì anh có thể kiểm tra qua một vòng. Đấy, về những cái khoang máy hay về cái nội thất của mình như thế nào. Riêng về cái khoang máy ấy, đến bên này ấy, thì mình thấy là dọn rất chi là sạch, gần như là mới. Các em nó free cho. Đấy, thì mình rất ưng ý. Đấy. Vâng vâng. Đấy, thì như em nói ban đầu là mong muốn của em là gì? Chiếc xe của anh sẽ được dọn và sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tức là không phải chỉ đơn giản là dán mỗi cái đổi màu hay là dán đề can bên ngoài không thôi. Đúng rồi. Đấy, mà em khẳng định với anh là ở Hà Nội là chưa có một đơn vị nào làm tròn những cái dịch vụ và nâng tầm dịch vụ lên đến cái mức này. Đấy, tức là rửa dọn free và làm sạch sẽ từ trong đến ngoài. Đấy. Đây, các em free cho đến đổi màu đề can xe thôi. Nhưng mà các em free cho là dọn nội thất với cả máy rửa sạch như mới luôn. Em cũng hy vọng là sau cái buổi ngày hôm nay anh trải nghiệm dịch vụ xong thì ví dụ gặp rất là nhiều anh khách khác hoặc là bạn bè thì anh có thể giới thiệu cho bên em. Ok. Đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng vâng.